cửa hàng Hoa Lan Minh xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con xin phép giới thiệu với các cô chú mình một số cái mặt hoa. Và đây là cái dòng năm cánh trắng Dũng Phương nha cô chú. Và hồi tuần rồi thì bên cửa hàng bên con đã bán năm cánh trắng Dũng Phương này, đúng nhất là 2 cây thôi. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con mới vừa thấy một số cây đang xuống rễ rất là khỏe, thì con sẽ lắp cây để cho các cô chú mình về mình sưu tầm. Đây là dòng năm cánh trắng Dũng Phương. Và đây là cái mặt hoa năm cánh trắng Dũng Phương nở bối nha cô chú. Hoa của nó cực kỳ đẹp luôn. Hai mắt là mắt màu blue nè, và cái thùy của nó cực kỳ sạch cô chú. Đây là dòng năm cánh trắng Dũng Phương. Cây rất là đẹp luôn cô chú. Đó. Mặt hoa rất là đẹp nha cô chú. Và sau đây con sẽ cho cô chú mình xem một số cái hình kia mà con đang chuẩn bị lách ra nha cô chú. Đây, và đây là cái giò năm cánh trắng Dũng Phương của con hiện tại nè. Thì có một số cây đã bắt đầu đang xuống rễ rất là khỏe rồi, nhưng mà có một số cây thì chưa xuống rễ. Cái nào chưa xuống rễ con sẽ giữ lại và con sẽ dưỡng cho nó xuống rễ. Đây, chưa thấy chưa? Một số cây đã bắt đầu xuống rễ rất là khỏe nha cô chú. Và cây năm cánh trắng Dũng Phương bên con là một cái dòng, nói chung là cây này phát triển rất là tốt và cực kỳ khỏe luôn á. Năm cánh trắng Dũng Phương nè. Và cái thân mẹ của nó vẫn còn đang đi ngọn nha cô chú. Rất là lực luôn. À. Hai mắt là hai mắt màu blue và thùy của nó cực kỳ sạch cô chú. Đây là dòng năm cánh trắng Dũng Phương. Và số lượng cây ngày hôm nay thì chắc tầm khoảng ở chừng chục cây thôi chứ không có nhiều. Đã xuống rễ rất là khỏe nha cô chú. À. Năm cánh trắng Dũng Phương. Và sau đây thì con sẽ tiến hành, con sẽ lách kỳ và con sẽ giới thiệu các cô chú mình xem một số cái hình kỳ của nó. Và đây là mã số 1 nha cô chú. Đã xuống rễ rất là khỏe nè. Và cái này là con mới lách ra, con chưa có keo luôn đó cô chú. Bây giờ tí nữa thì con sẽ lấy rớt tiêu model, con sẽ rắc vào gốc của nó. Và đây là dòng năm kích trắng Dũng Phương. Đó. Và ở trên đây thì cái giò này thì con vẫn chừa cho các cô chú mình là hai mắt thức nha cô chú. Rất là rõ, rất là sáng nè. Đây, hai mắt thức nè. Và con bán cái mã số 1 này cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 1.500.000. Đây là một cái dòng năm kích trắng rất là nổi tiếng nha cô chú, năm kích trắng Dũng Phương. Đó. Đây xuống rễ rất là khỏe nha cô chú. Giá tiền là 1.500.000. Mã số là mã số 1, năm kích trắng Dũng Phương. Và khi mà các cô chú mình đặt hàng bên con thì con sẽ gửi cho các cô chú mình một cái tem mẫu hành, nó sẽ có mã số. Nên các cô chú mình cứ yên tâm mình mua cho mình sưu tầm nha cô chú. Năm kích trắng Dũng Phương. Mã số là mã số 1. Giá tiền là 1.500.000 cho mã 1. Và đây là cái kia năm cánh trắng Dũng Phương, mã số là mã số 2 nha cô chú. Và kia này cô chú mình nhìn được con nè, rễ thì ra bắt đầu đè xuống rễ rất là khỏe rồi. Đây là hai kia nha cô chú. Và ở trên đầu ngọn của nó vẫn còn một cái mắt thức đã nhú mầm rồi, chuẩn bị lên kia nữa đó cô chú. Và con bán ra cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền cũng là 1.500.000 luôn. Và mã số hiện tại là mã số 2 nha cô chú. Đây là dòng năm cánh trắng Dũng Phương. Này. Và đây cô chú mình nhìn nè, một kia ở đầu ngọn nè và hai cái mầm gốc của nó đây chuẩn bị là bật lên rất là sáng nha cô chú. Năm cánh trắng Dũng Phương đang chấm rễ rất là khỏe rồi. Kia mã số 1 nãy thì con quên đo nha cô chú. Kích thước của nó hiện tại đang tầm ở mức là hơn 2 cm. Và kia mã số 2 thì đang tầm ở mức là 3 cm nha cô chú. 3 cm nè. Đó. Và giá tiền của kia mã số 2 này con bán ra cũng là 1.500.000, đồng giá với kia mã số 1 luôn. Đây là dòng năm cánh trắng Dũng Phương nha cô chú, rất là khỏe, rất là lực. Đã đứng ngọn rồi. Và một thân thì vẫn còn đang chắc đang đi ngọn luôn đó. Và giá tiền là 1.500.000 mã số 2. Là mã số 3 của chú. Và cô chú mình nhìn kia này, mắt nó rất là sáng rồi, chuẩn bị là bật hồng gốc lên. Và rễ đã bắt đầu đang xuống rễ rất là khỏe. Và cây này đã đứng ngọn nha cô chú. Kích thước hiện tại của nó ngày hôm nay bên cửa hàng bên con đo được là 4.5 cm. Cái này mình về là mình sẽ chọn bật hồng gốc thôi, vì kia đã rất là lực rồi cô chú. Về là mình trồng sẽ bám rễ ngay. Và khi mà gửi hàng đi thì bên cửa hàng bên con sẽ lấy giớn và sẽ kẹp gốc lại để cho cây mình không mất sức. Đây là dòng năm cánh trắng Dũng Phương nha cô chú. Một cái mặt hoa năm cánh trắng rất là đẹp. Và mã số là mã số 3. Giá tiền của nó con bán ra với giá tiền là 1.200.000. Năm cánh trắng Dũng Phương. Mã số là mã số 3. Tiếp tục đây là kia năm cánh trắng Dũng Phương. Mã số là mã số 4. Và kích thước của kia này hiện tại đang tầm ở mức là 4 cm. Kích thước chuẩn nha cô chú. Và ở đây thì nó có một cái lá bị lỗi, nhưng mà cây này đã đứng ngọn nên không sao nha cô chú. Chú nhìn cái lá nè. Cây này rất là ok rồi. Và rễ đã bắt đầu đang xuống rễ. Mình về mình trồng sẽ rất là mau bấm rễ. Và khi mà gửi hàng đi thì xíu nữa con sẽ quét root tiêm order. Và cây nào đang rễ xuống nhiều thì con sẽ lấy cái giấn cộng á, giấn chia lê á cô chú. Con sẽ ép vào gốc để cho cây mình đỡ mất sức. Và đây là cái kia năm cánh trắng Dũng Phương. Mã số là mã số 4 và con bán ra với giá tiền là 1.000.000 chẳng nha cô chú. Đó. Kia đã đứng ngọn đây, chuẩn bị là bật hồng gốc ra rồi, rất là sáng luôn, cây cực kỳ khỏe. Đây chuẩn bị là chấm rễ rất là khỏe nha cô chú. Năm cánh trắng Dũng Phương, mã số là mã số 4, giá 1.000.000 chẳng. Và đây là kia Dũng Phương, kích thước chuẩn của nó là 2.5 cm nha cô chú. Năm cánh trắng Dũng Phương, kích thước chuẩn là 2.5 cm nè. Và cái kia này là kia mã số 5 và cũng đã bắt đầu đang xuống rễ rất là nhiều nè cô chú. Đó.
năm kết trắng Dũng Phương nha cô chú. Và giá tiền của kỳ 5 kênh trắng Dũng Phương ngày hôm nay bên con bán ra các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 700.000. Đây là kỳ 700 nha cô chú. Kích thước là 2,5 cm, đây là dòng 5 kênh trắng Dũng Phương. Cây rất là lực luôn cô chú. Chỉ với giá tiền là 700.000, đây là dòng 5 kênh trắng Dũng Phương. Và mã số hiện tại của nó đó là mã số 5. Con bán ra với giá tiền là 700.000 cho mã số 5 nha cô chú. 5 kênh trắng Dũng Phương. Và đây là cái kỳ 5 kênh trắng Dũng Phương của chú mình nhìn giùm con nè, đã có mắt đang sưng rất là sáng nha cô chú. Đó. Và mã số là mã số 6, giá tiền của nó là 700.000, đang xuống rễ rất là khỏe nè, 5 kênh trắng Dũng Phương. Và kích thước hiện tại của kia Dũng Phương ngày hôm nay á, thì bên cửa hàng bên con đang đo được chính xác cái kia này là hơn 2 cm một lý nha cô chú. Kích thước chuẩn là hơn 2 cm một lý nè, 5 kênh trắng Dũng Phương. Và mã số hiện tại đó là mã số 6, và còn bán ra với giá tiền là 700.000 cho mã số 6, 5 kênh trắng Dũng Phương mã 6 700. Và đây là 5 kênh trắng Dũng Phương tiếp theo nha cô chú. Mã số hiện tại đó là mã số 7, và con bán ra để cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền của nó hiện tại đang tầm ở mức là 700.000, và mã số là mã số 7, 5 kênh trắng Dũng Phương. Và kích thước hiện tại của kỳ Dũng Phương ngày hôm nay bên cửa hàng bên con này đo được chính xác là 3 cm nha cô chú. Nói chung là sẽ dao động là khoảng từ mức là 2,5 cm tới 3 cm. Đây là dòng 5 kênh trắng Dũng Phương, kích thước là 3 cm, và mã số hiện tại của nó đó là mã số 7, và còn bán ra với giá tiền là 700.000 cho mã 7, 5 kênh trắng Dũng Phương. Và đây là kia mã số 8 nha cô chú, và kích thước của nó tầm mức là 2 cm, và giá tiền của kia này ngày hôm nay cửa hàng bên con vẫn bán ra đồng giá là 700.000 một kia. Đó, 5 kênh trắng Dũng Phương nha cô chú, rất là lực luôn, cây đã xuống rễ hết rồi. Và mã số là mã số 8, giá tiền là 700.000 cho mã 8 nha cô chú. Cây đã chấm rễ rất là khỏe, và đây là dòng 5 kênh trắng Dũng Phương, một cái mặt hoa 5 kênh trắng, hai mắt màu blue và mũi là màu blue luôn, rất là đẹp nha cô chú. Mã số là mã số 8, giá 700, 5 kênh trắng Dũng Phương. Và đây là kỳ Dũng Phương mã số 9, đang xuống rễ rất là khỏe nha cô chú. 5 kênh trắng Dũng Phương mã 9. Và kích thước hiện tại của kỳ Dũng Phương ngày hôm nay bên cửa hàng bên con đo được các cô chú mình về sưu tầm là gần 3 cm nha cô chú. 5 kênh trắng Dũng Phương, mã số của nó hiện tại đang tầm ở mức là gần 3 cm, và giá tiền là 700.000. Mã số là mã số 9, 5 kênh trắng Dũng Phương. Bởi kia này thì hiện tại nó đã đứng ngọn rồi nha cô chú, 5 kênh trắng Dũng Phương. Mã số con bán ra đó là mã số 9, và giá tiền của nó hiện tại là 700.000 cho mã 9, 5 kênh trắng Dũng Phương. Và kia này đang chuẩn bị là bật gốc của nha cô chú, và mã số hiện tại đó là mã số 10. Và con bán ra các cô chú mình về sưu tầm cái mã số 10 này với giá tiền là 700.000 luôn, 5 kênh trắng Dũng Phương. Mã số là mã số 10 nha cô chú, đang xuống rễ rất là khỏe rồi nè. Đó. Và kích thước hiện tại của kia này ngày hôm nay bên cửa hàng bên con đang đo cho các cô chú mình xem kích thước là gần 3 cm luôn nè cô chú. 5 kênh trắng Dũng Phương, mã số là mã số 10, giá tiền của nó là 700.000 cho mã số 10. Kia này rất là lực, rất là khỏe nha cô chú. Mã số 10 700.000, 5 kênh trắng Dũng Phương. Đang có tổng cộng là 13 kia nha cô chú, và đây là mã số 11 nè. Đúng nhất là 13 kia thôi. Và kích thước của nó đang tầm ở mức là khoảng hơn 2 cm một tí nha cô chú. Đây là dòng 5 kênh trắng Dũng Phương. Và mã số kia này đó là mã số 11. Giá tiền của nó ngày hôm nay con bán ra để cho các cô chú mình về mình sưu tầm cái kia này với giá tiền của nó là 700.000 cho mã số 11 nha cô chú. Đang xuống rễ rất là khỏe rồi nè, 5 kênh trắng Dũng Phương, mã 11, giá tiền là 700. Mã số 11 700.000, 5 kênh trắng Dũng Phương. Đây là kia 5 kênh trắng Dũng Phương, mã số là mã số 12, giá tiền của nó con bán ra cũng là 700 luôn cô chú. Và kích thước hiện tại đang tạo mức là 2,5 cm nè, 5 kênh trắng Dũng Phương, kích thước là 2,5 cm. Và giá tiền của nó ngày hôm nay con bán ra đồng giá là 700.000 một kg, và mã số là mã số 12 nha cô chú. 5 kênh trắng Dũng Phương, đúng nhất là 13 kg, các cô chú mình về sưu tầm thôi là con sẽ hết hàng, không có hàng nữa. Và tầm khoảng 1 tháng sau, 1 tháng sau thì con sẽ mới xuất tiếp. 5 kênh trắng Dũng Phương nha cô chú, mã số là mã số 12, 700.000. Tiếp tục đây là kỳ Dũng Phương tiếp theo, đó là mã số 13, và đây cũng là kỳ mã số cuối cùng nha cô chú. 5 kênh trắng Dũng Phương mã số 13, mã cuối cùng. Và giá tiền của kia này con bán ra cũng là 700.000 một kg luôn, và giá rất là mềm nha cô chú. Kích thước đang tầm ở mức là 2,5 cm, 5 kênh trắng Dũng Phương. Và mã số hiện tại đó là mã số 13, và đây cũng là mã số cuối cùng con bán ra cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 700.000, 5 kênh trắng Dũng Phương. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804, địa chỉ phường 4 Tiến Cánh, Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú, đây là 5 kênh trắng Dũng Phương.